Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Quân sự 24 giờ. Kính thưa các bạn thân mến, có thể nói, giai đoạn từ năm 2012 đến nay chính là giai đoạn lột xác ngoạn mục và khủng khiếp nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi dưới áp lực mạnh mẽ từ phía Trung Quốc, Việt Nam ta đã mạnh tay móc hầu bao, chi ra hàng tỷ đô la để mua sắm các trang thiết bị quân sự, hàng khủng từ nước ngoài. Một trong số đó có thể kể đến như xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, máy bay chiến đấu Su-30 MK2, hay tàu ngầm Kilo-636 của Nga. Những vũ khí kể trên đã không chỉ khoác lên mình một sức mạnh mới cho quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta, mà chúng còn đã làm thay đổi hoàn toàn nền công nghiệp quốc phòng mới nổi của chúng ta. Để ngày nay, quân đội Việt Nam không những có các loại vũ khí hiện đại mà còn có một nền công nghiệp quốc phòng phát triển, sẵn sàng đáp ứng được nhiều chủng loại vũ khí hiện đại cho chiến đấu. Nhưng để có thể mô tả được hết sự hoành tráng lệ của chiếc áo mới này thì chúng ta sẽ cần nói về binh chủng pháo binh Việt Nam. Bởi giờ đây, với sức mạnh mới của mình, đừng hòng một lực lượng đổ bộ nào có thể qua mặt được họ mà đặt chân lên đất nước Việt Nam thân yêu. Như các bạn đã biết, nếu trước đây Mỹ từng êm ả đổ bộ hàng nghìn quân lính xuống Đà Nẵng, thì ngày nay, nếu một hành động tương tự diễn ra, sẽ chẳng có chuyện dễ dàng như vậy nữa. Với hỏa lực từ tên lửa và pháo đã lên nòng sẵn, các lực lượng đổ bộ đường không chiến lược của kẻ thù sẽ bị xới tung bởi làn mưa đạn và khói. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng với các quốc gia có ý định xâm lược Việt Nam, nếu không phủ đầu, hủy diệt được lực lượng pháo binh trước tiên, thì cũng đừng hòng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, dù cả trên đất liền hay trên các hải đảo ngoài Biển Đông. Nhưng nhờ đâu mà lực lượng binh chủng pháo binh Việt Nam có được sức mạnh này? Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng Quân sự 24 giờ sẽ tìm hiểu ở hai khía cạnh khác nhau. Kính thưa các bạn, đầu tiên là những trang thiết bị hiện đại quân đội Việt Nam mua từ nước ngoài, và thứ hai là những sản phẩm nghiên cứu và phát triển bởi ngành công nghiệp quốc phòng trong nước tự chế tạo và nâng cấp. Đầu tiên là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động K-300P Bát Sành P, đòn hủy diệt lực lượng đổ bộ cũng như các đơn vị khác của kẻ thù. Ngay sau khi thống nhất nước nhà năm 1975, binh chủng pháo binh Việt Nam đã được quân đội nhân dân Việt Nam cấp tốc hiện đại hóa, bởi cuộc chiến tranh giải phóng giờ đây đã trở thành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng của lực lượng pháo binh chính là tác chiến chống đổ bộ của quân đội đối phương, bảo vệ các căn cứ quân sự trên đất liền lẫn trên biển. Và một trong những khí tài mới nổi bật là hai tổ hợp K-300P Bát Sành P cùng hơn 40 quả đạn hỏa tiễn P-800 Gia Con đã được trang bị cho lữ đoàn 679, dùng vào nhiệm vụ bảo vệ bờ biển. Hợp đồng này được ký với Nga vào năm 2005 với trị giá 300 triệu đô la Mỹ, gồm hai tổ hợp đầy đủ. Cũng kể từ khi mua sắm hai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bát Sành P này, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu chiến hoạt động trên biển và cả các mục tiêu trên mặt đất. Điều đó có nghĩa là trong trường hợp cần thiết, lữ đoàn 679 không chỉ có thể hủy diệt được những kẻ muốn xâm phạm căn cứ từ hướng biển, mà còn có thể khống chế các khu vực không may bị địch nhắm tới trong đất liền. Hệ thống K-300P Bát Sành P là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Nó chủ yếu được dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt biển và mặt đất. Tầm bắn hiệu quả của nó đạt 300 km và có thể dùng để bảo vệ một dải bờ biển dài khoảng 600 km. Cấu hình cơ bản của hệ thống K-300P gồm 4 xe mang ống phóng tự hành chứa đạn tên lửa bên trong. Tiếp đó là một hoặc hai xe điều khiển có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong vòng 3 đến 4 phút. Một xe đảm bảo sẵn sàng chiến đấu MOBD, 4 xe chở đạn được trang bị cần cẩu có trọng tải 5,9 tấn, dùng để tiếp đạn cho các xe mang ống phóng. Cuối cùng là các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu khác. Tên lửa Bát Sành P có hai loại hành trình bay cơ bản. Loại thứ nhất là hành trình bay tầm thấp có tầm bắn xa khoảng 120 km. Loại thứ hai là hành trình bay cao thấp hỗn hợp có tầm bắn xa khoảng 300 km. Khi sử dụng hành trình bay cao thấp hỗn hợp, Bát Sành P có thể đạt được độ cao 14 km. Nhưng đến giai đoạn tấn công mục tiêu thì nó có thể hạ xuống độ cao từ 9 đến 15 mét. Với độ cao này, muốn đánh chặn là rất khó, vì công nghệ đánh chặn tầm thấp hiện vẫn đang được nghiên cứu và phát triển. Ở tầm cao, tốc độ của Bát Sành P là 780 m/s, còn ở tầm thấp là 680 m/s. Loại tên lửa này được dẫn đường bởi hệ thống dẫn đường quán tính. Sau khi nhận được phần tử bắn từ hệ thống trinh sát, hệ thống điều khiển của tổ hợp, tên lửa sẽ tự động tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 50 km và góc lệch cộng trừ 45 độ.
thời gian bố trí và triển khai hệ thống tên lửa K-300P Bát Sành P chỉ trong vòng 5 phút. Sau khi đã được triển khai hoàn toàn, mỗi tổ hợp phóng có thể chuẩn bị sẵn sàng 8 đầu đạn, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng tấn công. Đặc biệt, hệ thống Bát Sành P có thể duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ 3 đến 5 ngày, tùy thuộc vào lượng nhiên liệu chuẩn bị. Có thể nói, việc đầu tư mới các hệ thống nói trên đã cho thấy Việt Nam rất chú trọng trong việc phòng vệ. Quả thực, điều này xuất phát từ kinh nghiệm chiến tranh, bởi khác với chiến tranh giải phóng trước đây, Việt Nam giờ đây đã chuyển sang dạng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nói chung. Do đó, yếu tố phòng thủ rất được đề cao. Và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, kẻ địch có thể tiến hành xâm lược Việt Nam bằng cách đổ bộ đường không chiến lược ngay từ đầu hoặc trong quá trình tiến công nhằm tạo bất ngờ và chia cắt nước ta về chiến lược, cũng có thể nhằm tạo hướng tấn công chiến lược mới, buộc ta phải phân tán đối phó hoặc nhằm tạo chỗ dựa cho lực lượng vũ trang phản động nội địa lập căn cứ, địa bàn để củng cố mở rộng khu vực ảnh hưởng. Chính vì vậy, binh chủng pháo binh đang được xây dựng nâng cấp liên tục, tới mức họ đã có thể thực hiện cả nhiệm vụ của pháo binh mặt đất trong quân chủng lục quân và pháo bờ biển trong quân chủng hải quân. Và với sức mạnh đã được nâng cấp hiện nay của pháo binh Việt Nam, có thể xem họ chính là một rào cản khó nhằn cho bất kỳ quốc gia nào xâm phạm lãnh thổ đất liền hay các cảng quân sự, căn cứ hải quân của Việt Nam. Tuy nhiên, hỏa lực mạnh mẽ từ hệ thống K-300P Bát Sành P nêu trên vẫn chưa đủ để nói về độ hiện đại và tinh nhuệ của pháo binh Việt Nam. Bởi, như chúng ta đã đề cập ở đầu video, để có thể đổ bộ lên lãnh thổ Việt Nam, quân địch cần phải tác chiến hiệu quả chống lại pháo binh. Do đó, yếu tố tránh bị phản pháo là vô cùng cần thiết để đảm bảo mật độ hỏa lực tấn công không bị gián đoạn. Và thứ vũ khí làm được nhiệm vụ như vậy chính là các mẫu pháo tự hành, một loại pháo mang lại sự cơ động lớn cho pháo binh Việt Nam, cho phép họ bắn, rồi quên và rời khỏi trận địa để tránh bị đối phương phản pháo. Thứ hai, hãy đến với khí tài tiếp theo, pháo tự hành 2S3 Akashiya, pháo tự hành thuộc loại mạnh nhất của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Ngày nay, pháo tự hành 2S3 Akashiya vẫn đang là một sát thủ trên chiến trường hiện đại, dù nó đã được phát triển bởi Liên Xô từ những năm 1968. Theo đó, pháo 2S3 Akashiya đã tham gia vào hầu hết các cuộc xung đột phát sinh sau khi Liên Xô tan rã, điển hình như cuộc xung đột Ginechok, cuộc chiến ở Abkhazia, các chiến dịch ở Chechnya, Ossetia và mới nhất là tại Syria và hiện tại là có Nga dùng ở chiến trường tại Ukraine. Pháo tự hành 2S3 Akashiya được trang bị pháo cỡ nòng 152mm và nó có thể đạt tầm bắn 17,4km với đạn pháo thông thường và 24km với đạn tăng tầm. Các loại đạn mà 2S3 Akashiya có thể bắn là đạn nổ mảnh, đạn hóa học, đạn chiếu sáng, đạn chùm và đạn xuyên giáp. Ngoài ra, nó có khả năng bắn được đạn hạt nhân. Do đó, đây là loại pháo tự hành đáng sợ nhất của quân đội nhân dân Việt Nam, với số lượng 30 chiếc còn đang hoạt động trong biên chế. Với khả năng dùng nhiều loại đạn kể trên, pháo tự hành 2S3 Akashiya có thể dùng vào khá nhiều nhiệm vụ khác nhau, như để chế áp và tiêu diệt nhân lực của đối phương, hay phá hủy các khẩu đội pháo và súng cối, hệ thống tên lửa, hỏa lực, thậm chí là sở chỉ huy và vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đặc biệt, 2S3 Akashiya còn có khả năng bắn thẳng như pháo tự hành chống tăng. Khi bắn thẳng, đạn hít FF 152mm của 2S3 Akashiya có khả năng xuyên 250mm thép cắn đồng nhất ở cự ly 3km, đủ để làm hư hại những chiếc xe tăng chủ lực hiện đại nhất. Về cấu tạo của xe, pháo chính của 2S3 Akashiya là loại D22 cỡ 152,4mm, có chiều dài nòng gấp 27 lần đường kính, được phát triển dựa trên lượng pháo xe kéo D20. 2S3 Akashiya được trang bị động cơ V59 có công suất 520 mã lực, giúp đạt tốc độ tối đa 63 km/h, dự trữ hành trình 500 km, có thể leo dốc 30 độ, vượt chướng ngại cao 0,7m, vượt mương nước rộng 2,5m. Động cơ được thiết kế với vị trí đặt phía trước xe, lớp giáp phía trước của tháp và thân xe có độ dày 30mm, hai bên hông xe 15mm. Loại pháo này có chiều dài 6,97m, rộng 3,25m, cao 2,53m, trọng lượng nặng 27,5 tấn, kíp xe 4 thành viên. Ngoài ra, phương tiện còn được trang bị một súng máy BKT sử dụng cỡ đạn 7,62mm với cơ số 1.500 viên để chống lại bộ binh đối phương. Nga đã cung cấp gói nâng cấp pháo tự hành 2S3 Akashiya lên chuẩn 2S3M3. Ở thời điểm này, nhiều thông tin xuất hiện việc Việt Nam sẽ mua gói nâng cấp này để tiếp tục sử dụng 2S3 Akashiya hiệu quả hơn trong tương lai. Phiên bản hiện đại này được tích hợp nhiều công nghệ điện tử,
cho phép khai hỏa chính xác hơn, với thời gian lấy phần tử bắn ngắn hơn. Ngoài ra, nó còn bắn được cả đạn pháo có điều khiển bằng laser, Gapnophon. Đây là một loại đạn pháo dẫn đường bằng laser của Nga, được trang bị đầu đạn nổ phân mảnh cao, nhằm chống lại các phương tiện bọc thép hạng nặng của đối phương. Loại đạn này có tầm bắn xa đạt 26 km. Như vậy, có thể nói sau nhiều năm kết thúc chiến tranh, những mẫu pháo nguyên mẫu do Liên Xô viện trợ vẫn đang tiếp tục đóng vai trò xương sống, uy lực nhất trong hệ thống sức mạnh của pháo binh Việt Nam, đảm bảo được khả năng tác chiến và làm nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngoài những mẫu pháo tự hành từ Liên Xô, cũng trong hơn 10 năm qua, Việt Nam còn đã tự cải tiến, cho ra nhiều mẫu pháo tự hành mới. Như vào năm 2021, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã cho đăng tải những hình ảnh đầu tiên về pháo tự hành BTH-130 do quân đội ta nghiên cứu và hoàn thiện. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có khả năng chế tạo pháo tự hành cỡ lớn tới như vậy. Theo đó, khẩu pháo chính được sử dụng trên BTH-130 này là pháo M-46 cỡ nòng 130mm, có thể bắn ở tốc độ tối đa 8 viên trên 1 phút, kèm theo đó là tầm bắn tối đa 27km. Còn hệ thống khung gầm sử dụng xe tải KZAZ-255 được trang bị đạn dược, cơ cấu giảm giật cùng nhiều thiết bị tính toán đường đạn hiện đại khác. Khẩu pháo tự hành được chế tạo trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ pháo tự hành Jupiter-1 của Cuba. Trước đó, M-46 là loại pháo kéo. Điểm yếu lớn nhất của M-46 đó là nó có độ cơ động thấp, độ giật rất cao, rất khó để lắp lên khung gầm xe tải. Nhưng nay, nó đã được quân đội Việt Nam khắc phục và thành công đưa nó lên khung gầm xe tải để trở thành hệ thống pháo tự hành cơ động. Nhờ vậy mà M-46 đã trở thành đội pháo tự hành uy lực chẳng kém gì 2S3 Akashiya. Hiện tại, Việt Nam vẫn còn đang giữ khoảng 250 mẫu M-46 trong biên chế. Và với thành công mới nhất kể trên, pháo binh Việt Nam đã nâng cấp được sức mạnh lên một cách đáng kể. Bởi việc đặt thành công mẫu pháo kéo M-46 lên khung gầm cũng đặt nền tảng cho việc chúng ta nâng cấp một loại mẫu pháo kéo uy lực khác như D-44-85mm, loạt hỏa khí pháo binh được sử dụng để bảo vệ bờ biển, các hòn đảo của Việt Nam, hay như khẩu D-20, D-30, đặt lên các khung gầm xe tải bánh lốp để tăng độ cơ động cho pháo, phục vụ cho loại hình tác chiến bảo vệ tổ quốc hay bảo vệ hải đảo, căn cứ quân sự. Nói chung, với việc nâng cấp các khẩu pháo tự hành, quân đội nhân dân Việt Nam đã làm cho sức mạnh của chúng tăng lên gấp nhiều lần. Bởi kẻ thù giờ đây không chỉ phải tự vệ trước những làn mưa bom của pháo binh Việt Nam, mà còn phải căng mắt ra dò tìm chúng ta ở đâu để mà phản pháo. Chiến lược đổ bộ chia cắt Việt Nam do vậy là gần như khó. Và nếu cố chấp, kẻ thù phải trả một cái giá rất đắt đỏ về nhân lực và khí tài trước khi thực sự đổ bộ đủ quân vào Việt Nam phục vụ tác chiến. Và tất nhiên, nếu kẻ thù định dùng chiến thuật nói trên, tức dùng số lượng áp đảo ta, thì quân đội nhân dân Việt Nam cũng sẵn sàng đón nhận. Bởi ngoài các loại pháo kể trên, quân đội Việt Nam còn đang có rất nhiều mẫu pháo phản lực trong biên chế. Vậy, pháo phản lực là gì? Dùng vào nhiệm vụ gì? Thứ ba, hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Gat, thứ vũ khí từng dọa hàng trăm vạn quân Trung Quốc tháo chạy. Được chế tạo lần đầu tiên bởi Đức Quốc xã trong thập niên 30, pháo phản lực nói chung đã trở thành sát thủ với chiến thuật biển người trên chiến trường. Pháo phản lực có 3 ưu điểm rất lớn, đó là tốc độ bắn rất nhanh, trong 1 phút nó có thể bắn ra hàng trăm phát đạn, kích thước lại rất nhỏ gọn, có thể lắp gọn gàng trên xe ô tô hoặc trên máy bay và trực thăng vũ trang. Và đặc biệt, nó có tính di động cao, tránh được phản pháo của đối phương. Tại Việt Nam, theo như thông tin được công khai, loại pháo phản lực uy lực nhất mà pháo binh Việt Nam hiện có là BM-21 Gat, có cỡ nòng 122mm và 40 ống phóng. Hệ thống được Liên Xô phát triển từ những năm 1960 và thực chiến lần đầu vào tháng 3 năm 1969 trong xung đột biên giới Trung Quốc và Liên Xô. Sau đó là kinh qua cuộc chiến tranh Liên Xô Afghanistan năm 1979, chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, chiến tranh Chechnya lần thứ nhất năm 1991, chiến tranh Chechnya lần thứ hai năm 1999, chiến tranh Georgia năm 2008, và cho tới nay nó vẫn tiếp tục tham chiến trong biên chế quân đội Nga. Tháng 3 năm 1969, khi tranh chấp biên giới giữa Liên Xô và Trung Quốc biến thành xung đột, 2.500 binh sĩ Trung Quốc ồ ạt đổ bộ chiếm đảo Damanki. Liên Xô đáp trả bằng các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt đa nòng BM-21 Gat. Một binh sĩ Liên Xô kể lại, 18 xe chiến đấu của họ đã phóng tới 720 quả rocket, mỗi quả nặng 100kg chỉ trong 1 phút. Tất cả 720 quả rocket này bay sâu vào trong lãnh thổ Trung Quốc,
gây thiệt hại nặng cho một ngôi làng và sở chỉ huy ở tiền phương. Quân Trung Quốc sau đó rút khỏi hòn đảo. Có lẽ họ không ngờ rằng chúng tôi đáp trả mạnh đến vậy. Cuối cùng, Liên Xô đã thành công giành lại quyền kiểm soát đảo Damanki. Trong cuộc xung đột, phía Liên Xô tổn thất 58 binh sĩ tử trận, trong khi họ ước tính Trung Quốc tổn thất 800 binh sĩ tử trận, một phần lớn là do trận pháo kích mà BM-21 gây ra. Tiếp theo đó, trong cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam và Trung Quốc vào ngày 9 tháng 8 năm 1978, Trung tướng Lê Trọng Tấn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký quyết định về việc thành lập Trung đoàn pháo hỏa tiễn thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh, lấy danh hiệu là Trung đoàn 204, địa điểm đóng quân tại khu vực trường bắn Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Đây là Trung đoàn pháo hỏa tiễn đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và vào tháng 2 năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ, ngày 18 tháng 2 năm 1979, toàn trung đoàn được đặt vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 3 và làm công tác chuẩn bị đi chiến đấu trên hướng quân khu 1, quân khu 2. Đúng 17 giờ, ngày 28 tháng 2 năm 1979, toàn trung đoàn xuất phát. Đến 6 giờ sáng ngày 29 tháng 2 năm 1979, một nửa trung đoàn gồm 24 xe pháo phản lực BM-21 đã vào đến vị trí tập kết ở xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Theo kế hoạch, 5 giờ sáng ngày 3 tháng 3 năm 1979, trung đoàn sẽ bắn vào sân vận động Lạng Sơn và ga tàu hỏa ở thị trấn Đồng Đăng để dội mưa rocket vào hàng trăm vạn quân của Trung Quốc. Nhưng sau đó, do Trung Quốc tuyên bố rút quân, nên khoảng 24 giờ ngày 2 tháng 3 năm 1979, trung đoàn nhận được lệnh tạm ngừng chiến đấu và rút quân về đơn vị. Có thể nói, kể từ khi pháo phản lực BM-21 GAT được ra đời và lọt vào tay Việt Nam, chiến thuật tiến công bằng biển người của Trung Quốc đã nhiều lần phá sản. Nhưng không chủ quan, để đề phòng việc đối phương dùng lại chiến thuật đó, nhiều năm qua, BM-21 đã được Việt Nam cải tiến và nâng cấp sức mạnh. Theo đó, vào năm 2017, Tổng cục Kỹ thuật trực thuộc Bộ Quốc phòng đã cải tiến BM-21 lên phiên bản BM-21M1. Nếu như trước đây, việc thao tác lấy phần tử bắn trên BM-21 được thực hiện thủ công, thì sau cải tiến quá trình này đã được tự động hóa hoàn toàn bằng máy tính, trên cabin xe hoặc điều khiển từ xa bằng máy tính di động dạng vali xách tay. Sau khi có kết quả điều khiển tính toán, lấy phần tử bắn hệ thống sẽ tự động điều khiển cụm, tầm, hướng đưa dàn phóng về vị trí bắn. Nhờ vậy mà kiếp xe của BM-21M1 rút gọn từ 5 người xuống 4 người. Việc tính toán phần tử bắn, điều chỉnh hướng phóng được chuyển từ thủ công, bắn thủ công sang tự động. Thời gian chuẩn bị trước khi bắn của BM-21M1 rút gọn từ 14 phút, giờ chỉ còn 1,5 phút. Đạn rocket cũng được cải tiến theo công nghệ nước ngoài chuyển giao, tăng tầm bắn lên mức 40 km. Do đó, một tổ hợp pháo phản lực BM-21 đã có thể tấn công phủ đầu mục tiêu từ khoảng cách 20 cho đến tối đa 40 km tùy mỗi loại đạn. Mỗi tổ hợp BM-21M1 mang theo 40 quả đạn rocket cỡ 122mm, tương ứng với 40 nòng, và nó chỉ cần mất khoảng 20 giây để phóng đi toàn bộ số đạn này. Chưa hết, Việt Nam còn đã tích hợp lên hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến cho các xe phóng BM-21M1 nói trên, giúp khả năng chống nhiễu và chất lượng thông tin ở cự ly lên đến 40 km, đảm bảo xe sẵn sàng tác chiến và sẵn sàng trong mọi loại địa hình thời tiết, ngày và đêm. Đặc biệt, BM-21M1 còn trở thành nỗi khiếp sợ cho kẻ thù khi chúng còn có thể tháo rời và trang bị cho bộ binh đánh du kích. Ở Việt Nam, những năm giữa thập niên năm 1960, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ một số hệ thống pháo phản lực BM-21 cỡ nòng 122mm nói trên. Tuy nhiên, các dàn pháo này được đặt trên các xe tải nên cũng không thích hợp cho chiến thuật du kích. Do đó, Việt Nam đề nghị phía Liên Xô chế tạo cho Việt Nam các ống phóng BM-21 tháo rời riêng lẻ, được gọi là 9B132 GAT-B, nhằm dễ dàng mang, vác, vận chuyển. Việc sản xuất bắt đầu từ năm 1965. Năm 1966, các ống phóng 9B132 thực chất là ống phóng của pháo phản lực BM-21 GAT được tháo rời để du kích, dễ mang vác, được gửi đến Việt Nam nhằm thử nghiệm và chứng đạt kết quả tốt, được Việt Nam ta gọi là DKB, trước khi vận chuyển tiếp vào miền Nam. Các chuyên gia Liên Xô do Thiếu tướng Belot chỉ huy đã quyết định tiến hành một buổi bán trình diễn với lãnh đạo quân đội Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp đến xem buổi trình diễn. Mục tiêu có kích thước 400x400m. Bên trong khu đất vuông vức này là các đường hầm, công sự bê tông cốt thép, mô hình trực thăng và xe bọc thép, tương đương với một căn cứ phòng thủ kiên cố của địch.
lực lượng chuẩn bị bắn trình diễn bao gồm một tiểu đoàn với 12 giá phóng pháo phản lực, với cơ số đạn mỗi bên là 12 viên, đã được giao nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách 8 km. Chỉ trong vòng 15 phút, 12 bệ pháo phản lực đã được bộ binh thực hiện bắn 144 quả rocket về phía mục tiêu. Các đường hào và công sự bê tông, các mô hình thiết giáp, vật và trực thăng bị phá hủy và thiêu cháy toàn bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm ơn Thiếu tướng Belov, biểu dương sức mạnh của vũ khí Liên Xô và đề nghị Liên Xô khẩn trương cung cấp thêm những loại vũ khí mạnh mẽ cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ống phóng 9B-132 có ưu điểm nhỏ, gọn, dễ mang vác, vận chuyển trong địa hình rừng núi. Hỏa lực mạnh, độ cơ động lớn, rất thích hợp cho các chiến thuật du kích bất ngờ tiến công rồi bất ngờ rút lui gọn gàng. Tuy các ống phóng này không có tầm bắn và sức công phá khủng khiếp như hệ thống nguyên bản, nhưng nếu được biên chế thành những đại đội gồm vài phân đội từ 3 đến 5 khẩu, phóng cùng lúc hàng chục quả đạn, thì cũng đủ phá hủy các mục tiêu, căn cứ của đối phương ở cách xa 11 km. Trong trạng thái chiến đấu, toàn bệ phóng có trọng lượng 55 kg, khi hành quân chia làm hai phần, nòng pháo nặng 25 kg và bệ ba chân nặng 28 kg, quả đạn nặng 46 kg. Thời gian chuyển trạng thái tự hành quân sang chiến đấu chỉ 2,5 phút và ngược lại là 2 phút. Toàn bệ phóng nhỏ gọn, dễ mang vác, cơ động trong địa hình rừng núi, phù hợp với chiến thuật đánh nhanh, rút gọn. Thậm chí có những trường hợp DKB bắn không cần ống phóng, không cần giá ba chân, chỉ cần đặt quả đạn lên những chân tạm bằng gỗ, hướng về phía mục tiêu theo góc xác định là có thể khai hỏa. Có thể nói, sau khi được nâng cấp về hệ thống điện tử và hỏa lực của pháo phản lực, BM-21M1GAP vẫn đang là đại diện cho sức mạnh của lực lượng pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam, với 350 hệ thống pháo phản lực hiện vẫn còn đang phục vụ trong biên chế. Nếu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam có thể tặng cho những kẻ xâm lược làng mưa đạn tên lửa bất kỳ lúc nào chúng muốn. Đặc biệt, hệ thống BM-21M1 không chỉ được dùng chiến đấu trên đất liền, mà nó còn có thể đưa vào làm nhiệm vụ tác chiến trên biển. Bởi vì chức năng phóng loạt của hệ thống BM-21 có thể cung cấp lớp bảo vệ dày đặc giúp chống lại phương tiện không người lái dưới nước hoặc những mối đe dọa hàng hải khác đang tiếp cận bến cảng. Tên lửa 122mm có sức công phá mạnh, có thể bao quát một khu vực rộng lớn phía trước lối vào cảng và gia tăng xác suất bắn trúng mục tiêu. Như vậy, không hề nói sai nếu nói binh chủng pháo binh chính là lực lượng đi đầu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Họ là lực lượng chặn đứng cuộc xâm lược ngay từ những giờ phút đầu và tác chiến trong suốt cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Do đó, nhìn vào sức mạnh của lực lượng này sẽ hiểu được sức mạnh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng ta không những giỏi đánh đuổi giặc ngoại xâm, mà còn đã thích nghi được với những loại hình tác chiến mới để bảo vệ Tổ quốc thân yêu và sự trưởng thành của lực lượng pháo binh nói riêng, và qua đó phản ánh sự rõ nét nhất, sự phát triển mạnh mẽ nói chung của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn. Kính thưa các bạn, với tầm bắn vượt xa mọi pháo phản lực và pháo binh truyền thống, chúng mang theo sức mạnh hủy diệt đến bất kỳ mục tiêu nào bên trong mục tiêu chiến thuật, với tốc độ gấp 7 lần tốc độ âm thanh và sai số chỉ vài mét. Chúng đủ sức vô hiệu hóa hầu hết mọi phương án phòng thủ thông thường trong chiến tranh hiện đại như ngày nay. Vũ khí mà quân sự 24 giờ đang muốn nói ở đây đó là tên lửa chiến thuật. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang và chiến tranh tại nhiều điểm nóng trên khắp thế giới, các cường quốc quân sự đều không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn hay tranh chấp lãnh thổ. Để có thể chế tạo được tên lửa này, phải có một nền công nghiệp quốc phòng đủ mạnh để nghiên cứu và sản xuất. Trên thế giới hiện nay, mới chỉ có 11 quốc gia tự nghiên cứu và sản xuất được tên lửa. Vậy, còn quân đội Việt Nam ta thì sao? Chúng ta đã sản xuất được những loại tên lửa nào? Sức mạnh của chúng ra sao? Hiện nay, như chúng ta đã biết, trong suốt thời gian qua, ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam đã đạt trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, đủ năng lực sản xuất được các loại vũ khí trang bị hiện đại, vũ khí chiến lược. Cùng với sự ra đời của hàng loạt siêu phẩm, khí tài quân sự tiên tiến nhất, khiến giới quân sự trên thế giới phải nể phục. Chẳng hạn như
Việt Nam phát triển thành công loại máy bay không người lái Hero mới, các loại tàu chiến hiện đại có khả năng hoạt động tốt, và các loại súng cối, súng dành cho binh lính, hay các loại đạn dược được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến nhất. Nhưng, chấn động nhất có lẽ là quân đội Việt Nam đã sản xuất thành công tên lửa cho riêng mình. Tin tức đã được lan truyền gần đây, nó khiến cho cả thế giới phải nhìn Việt Nam bằng con mắt khác hoàn toàn. Để rồi cảm thấy nể phục trước sự cố gắng không biết mệt mỏi của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Trước sự kiện Việt Nam chế tạo thành công tên lửa đầy hiện đại, rất nhiều các trang báo quân sự quốc tế, lớn, nhỏ đã đồng loạt đưa tin, dẫn lời một số tờ báo quân sự quốc phòng quốc tế và nhiều trang tin truyền thông của nhà nước chúng ta đã đăng tải bài viết với tiêu đề như báo Nga đăng tải, tên lửa Make in Việt Nam hoàn toàn mới, đột phá kinh ngạc nhiều nước thèm muốn. Và bài báo nội dung như sau, dựa trên kênh phóng sự của truyền hình quốc phòng Việt Nam về các dự án phát triển tên lửa Make in Việt Nam, trang tin quân sự vừa có bài bình luận về những bước tiến mới của ngành công nghiệp quốc phòng nước ta. Bài viết này đánh giá khá chuyên sâu khi Việt Nam chế tạo thành công nhiều loại tên lửa bằng nguồn lực trong nước để sớm có thể gia nhập top các quốc gia có thể tự sản xuất tên lửa trên thế giới. Cũng theo tác giả bài viết trên cho biết, bất kỳ quốc gia nào có tiềm lực tài chính đủ mạnh và ít bị tác động bởi các yếu tố chính trị thì đều có thể dễ dàng sản xuất một số loại tên lửa hoặc chuyển giao công nghệ tự sản xuất từ các nước có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến hơn chúng ta, từ loại tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa diệt hạm cho tới các loại tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, để sở hữu công nghệ chế tạo và sản xuất ra tên lửa lại là vấn đề hoàn toàn khác, không phải cứ quốc gia nào lắm của nhiều tiền là có thể nắm được công nghệ trong tay. Trên thực tế cho thấy là công nghệ sản xuất và chế tạo tên lửa đỉnh cao chỉ có một số quốc gia đang sở hữu chúng, nổi bật nhất có thể kể đến đó là Nga, Mỹ, Trung Quốc hay Ấn Độ và một số quốc gia phát triển khác. Tất nhiên, những công nghệ hàng đầu như vậy thường sẽ được các quốc gia sở hữu giữ bí mật tuyệt đối. Nó rất hiếm khi được chia sẻ trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt đi kèm. Và thật ngạc nhiên khi Việt Nam ta đang có những bước tiến thần kỳ để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc tên lửa bằng chính nội lực của mình. Theo đó, một nhóm các nhà khoa học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Khoa học và Công nghệ thuộc Hiệp hội Vũ trụ Việt Nam cùng với Trung tâm Vệ tinh Quốc gia bắt tay nghiên cứu dự án VT-TLD-14-15. Mục đích của dự án là phát triển tên lửa đẩy Make in Việt Nam. Hiện giai đoạn phóng thử đã được tiến hành với mẫu tên lửa 3 tầng mang tên TV-01. Độ cao phóng thử của nó đạt 4.000m và sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai gần. Theo đó, tham vọng của Việt Nam hướng đến là thiết kế và chế tạo thành công một dòng tên lửa đẩy để phóng vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo địa tĩnh của trái đất. Nó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích thông tin liên lạc của Việt Nam khi cần. Nhưng mà, cũng giống như bất kỳ quốc gia nào khác, việc ứng dụng thành công tên lửa trong lĩnh vực dân sự có thể ứng dụng sang lĩnh vực quân sự. Đối với Việt Nam cũng như thế. Minh chứng là vừa qua, truyền hình quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu hình ảnh ghi lại quá trình phóng thử một loạt tên lửa đầy khác, được thiết kế cho nhiệm vụ chiến đấu. Phiên bản tên lửa này mang tên TV-02. Điều đó cho phép chúng ta có thể kết luận rằng Việt Nam đang trên đường gia nhập câu lạc bộ tên lửa thế giới, nơi hội tụ các quốc gia chế tạo được các loại vũ khí tối tân này. Mặc dù công nghệ vũ trụ là một lĩnh vực hoàn toàn mới với Việt Nam chúng ta, nhưng với sự quyết tâm của các nhà khoa học tới từ nhiều đơn vị cả trong và ngoài quân đội, chúng ta đã có những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Trong tương lai, có lẽ sẽ có thêm nhiều mẫu tên lửa Make in Việt Nam cực kỳ hiện đại được ứng dụng trên thực tế, dựa trên các mẫu tên lửa thử nghiệm như hiện nay. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần phải có thêm thời gian vì mọi thứ phải có cơ sở vững chắc, chứ không thể đốt cháy giai đoạn dù Việt Nam có nóng lòng như thế nào. Kính thưa các bạn, quả thật thông tin trên là hoàn toàn chính xác và là một tin cực kỳ vui cho những ai yêu quân sự nước nhà. Và Việt Nam đã chế tạo thành công mỗi tên lửa TV-01 hoàn toàn bằng công nghệ và nguồn tài nguyên, vật liệu trong nước, chỉ trừ một số linh kiện và thiết bị của phần điều khiển phức tạp. Đây là loại tên lửa thử nghiệm có kết cấu bao gồm 2 tầng, tầng động cơ phóng, động cơ hành trình và một tầng công tác, mang hộp vệ tinh đến vị trí xác định trong không gian. Nó có khả năng thực hiện được các quá trình tách tầng và bung dù thu hồi hộp vệ tinh. Dựa vào đây, mẫu tên lửa TV-02 đã bắt đầu được thử nghiệm suốt thời gian dài, để rồi phiên bản nâng cấp TV-02 mới đây đã xuất hiện trong phóng sự những bước phát triển mới trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ của kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Theo các thông tin hình ảnh được công khai cho thấy, tên lửa thử nghiệm TV-02 được thiết kế với 3 phương án gồm
sơ đồ con vịt hai kiểu và sơ đồ truyền thống trước đây. Cả ba sơ đồ này đều sử dụng kết cấu hai tầng động cơ đầy độc quyền. Nói về các thông số kỹ thuật cụ thể của tên lửa TV-02, nó có tổng khối lượng tầm 92 kg, với khối lượng khoang chứa rơi vào khoảng 12 kg. Tổng chiều dài tên lửa là 4m, đường kính thân tầng 1 trên tầng 2 là 235/10mm, trọng lượng phóng tầng 1 trên tầng 2 là 29/17km. Với thời gian cháy của tầng 1 trên tầng 2 là 2.8/4.6 giây và lực đẩy tầng 1 trên tầng 2 là 19.300/5.900 N. Theo dự kiến của cơ quan nghiên cứu tên lửa đẩy thì tên lửa TV-02 sẽ sớm được chế tạo và phóng thử trong tương lai không xa. Nó sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực sản xuất tên lửa đẩy của Việt Nam, để nước nhà có thể khẳng định mình trên trường quốc tế. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lạc Hồng, chủ nhiệm chương trình KC-13, phát biểu tại hội thảo định hướng nghiên cứu lĩnh vực vũ trụ giai đoạn 2021-2030 diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: trước đây, chúng ta khi chưa làm chủ được công nghệ, mỗi khi Việt Nam cần phóng vệ tinh thì đều phải thuê hệ thống phóng bằng tên lửa của các nước khác như là Pháp, Nhật với chi phí đắt đỏ. Nhưng kể từ năm 2020 trở lại đây, bắt tay nghiên cứu dự án VT-TLD-14-15, phát triển thành công các mẫu tên lửa thử nghiệm TV-01 và TV-02. Với mục tiêu bước đầu là nghiên cứu hệ thống đẩy cho vệ tinh bằng nguồn lực trong nước. Nhưng chúng ta cần biết rằng, để chế tạo được loại tên lửa đẩy hiện đại bậc nhất, Việt Nam cần ứng dụng nhiều công nghệ mới với nhiều nguồn lực lớn khác nhau, về cơ sở vật chất cũng như con người và chi phí sản xuất. Vì vậy, các mẫu tên lửa sản xuất trong nước có thời gian hoạt động chỉ vài chục giây và chỉ mới dừng lại ở việc xác định nguyên lý vận hành để tạo cơ sở cho tính khả thi trong công tác nghiên cứu sau này. Nó cần được đầu tư và nghiên cứu một cách toàn diện hơn để phát triển mạnh mẽ theo yêu cầu. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện chưa có nhiều nơi đào tạo chuyên sâu về công nghệ vũ trụ. Cả nước chỉ có những nơi đào tạo về các lĩnh vực liên quan như trắc địa và bản đồ mà thôi. Vậy nên, tốt nhất là chính phủ ta cần phải nhanh chóng xây dựng chương trình đào tạo công nghệ vũ trụ từ bậc đại học để phát triển đội ngũ giảng viên giỏi cho thế hệ kế cận, đồng thời mở rộng các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp để rèn luyện đội ngũ, nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ tiên tiến này theo từng nhóm và lĩnh vực hiện hành. Chỉ có như vậy Việt Nam mới có thể cho ra đời nhiều nhân tài nhằm mục đích sản xuất nhiều loại tên lửa đẩy siêu lợi hại trong thời gian tới. Và chỉ có như thế, Việt Nam mới thật sự trở thành một cường quốc sản xuất tên lửa, khiến cho các quốc gia khác phải dè chừng. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng, công nghệ tên lửa đẩy là loại công nghệ lưỡng dụng, có thể dùng để chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa, bằng cách thay tầng công tác mang hộp vệ tinh bằng đồ đạn. Khi đó, đây sẽ là vũ khí mang tầm chiến lược quốc gia. Dạ vâng, đó là những thông tin về một số sự phát triển mới về tên lửa đẩy của chúng ta. Còn chưa hết, Việt Nam chúng ta hiện nay đã và đang chế tạo các loại tên lửa hành trình cận âm đang được phát triển bởi Viện Hàng không Vũ trụ Viettel. Hiện chưa có thông tin được công khai bởi Viettel hay Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhiều hình ảnh và thông tin được chia sẻ trên phương tiện truyền thông, thì tên lửa VCM-01 được có sự tương đồng về ngoại hình so với tên lửa KH-35 của Nga, vốn là một trong những dòng tên lửa chống hạm chủ lực đang được Hải quân Nhân dân Việt Nam biên chế và sử dụng. Năm 2019, những hình ảnh đầu tiên của tên lửa VCM-01 đã được công khai. Mô hình được công khai trong một buổi phóng sự của kênh Quốc phòng Việt Nam, cho thấy VCM-01 có hình dáng tương tự KH-35 và thông tin in trên thân của mô hình cho thấy nhà máy Z-189 có tham gia vào quá trình phát triển và sản xuất tên lửa này. Trên thực tế, nhà máy Z-189 đã tham gia vào sản xuất bệ phóng KT-184 cho tên lửa KH-35 của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Vì vậy, nhiều khả năng nhà máy Z-189 cũng sẽ sản xuất bệ phóng và gia công phần vỏ cho tên lửa VCM-01. Trong phóng sự Quốc phòng Việt Nam vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, phương tiện mang phóng được tiết lộ là xe phóng 4 tên lửa. Hiện có 2 phiên bản xuất hiện trên truyền thông là bản xe mang phóng ống tròn và xe mang ống phóng vuông. Hiện chưa rõ mức độ hoàn thiện của mẫu tên lửa VCM-01 Made in Việt Nam đã sản xuất tới đâu, nhưng dường như quá trình sản xuất hàng loạt có thể sẽ không còn lâu nữa. Một khi phát triển thành công tên lửa hành trình diệt hạm dựa trên giới phép chuyển giao công nghệ của Nga, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam có thể sản xuất hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn quả tên lửa. Chúng có thể trang bị cho các lớp chiến hạm như tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9, tàu tên lửa tấn công nhanh Molinja 124 1.8, hay tàu tên lửa BPS 500,
Và hơn thế nữa, nếu chúng ta mua tên lửa B-4K51 Gunbat từ Nga, không loại trừ khả năng tên lửa VCM-01 sẽ được trang bị cho hệ thống tên lửa bờ rất hiện đại này. Trước đó, năm 2022, Việt Nam đã thử nghiệm bệ phóng tên lửa chống hạm VCM-01. Nó khác với 3AE của Nga ở chỗ, được đặt trên khung gầm nhẹ hơn và tải trọng nhỏ hơn. Đó là lợi thế của vũ khí Việt Nam, có thể là thời gian triển khai nhanh hơn và mức độ cơ động cao hơn. Sự nhanh nhẹn của nó như khai hỏa tấn công và nhanh chóng rời khỏi vị trí. Theo một số báo cáo chính thức, thì tên lửa chống hạm VCM-01 Made in Việt Nam đã vượt qua các cuộc thử nghiệm và được đặt sản xuất hàng loạt. Các sản phẩm nối tiếp sẽ được chuyển đến các kho vũ khí của Hải quân và bổ sung cho các tên lửa do Nga sản xuất sẵn có ở đó. Do các quy trình này, có thể sử dụng các loại tên lửa chống hạm khác nhau và không chỉ dựa vào các sản phẩm nhập khẩu. Đồng thời mức độ nội địa hóa, sản xuất chính xác vẫn chưa được biết rõ. Việt Nam có thể lắp ráp khung máy bay, đầu đạn và một số hệ thống chung của tên lửa, nhưng phải tìm động cơ tên lửa nước ngoài phù hợp. Các quy trình tương tự có thể đi kèm với sự phát triển và khởi động sản xuất và tự động hóa. Mặc dù không thể loại trừ việc tạo ra chúng, bởi các lực lượng ngành công nghiệp Việt Nam trên cơ sở các thành phần và công nghệ sẵn có, hy vọng rằng trong tương lai tới đây, Việt Nam sẽ tiếp tục cho ra đời thêm nhiều loại vũ khí siêu phẩm khác để nâng cấp và hiện đại hóa quân đội, nâng cao sức mạnh quốc phòng và giảm thiểu được chi phí mua sắm vũ khí từ nước ngoài. Và để cho quân đội nhân dân Việt Nam không bị động và bất ngờ trong chiến tranh hiện đại như ngày nay và giữ yên bờ cõi, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước hình chữ S thân yêu. Nhưng để làm được điều đó, Việt Nam cần phải cố gắng hơn nữa, chứ không nên ngủ quên trên chiến thắng. Như vậy, chúng ta đã cùng Quân sự 24 giờ điểm qua một số loại vũ khí đang được sản xuất bởi quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Tất cả các loại vũ khí này đều có nhiệm vụ quan trọng đối với Việt Nam. Tất nhiên, con số X ở trên vẫn chưa phải là tất cả, bởi vì vẫn còn nhiều loại vũ khí hiện đại khác trong biên chế, và đặc biệt là còn có nhiều khí tài đang được nghiên cứu, chưa thể công khai, như các dự án chế tạo tàu ngầm, xe thiết giáp, máy bay. Do đó, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ còn được chứng kiến nhiều loại khí tài quân sự mới hơn nữa, và thành tựu của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam ngày một phát triển mạnh mẽ. Có lẽ hiện nay, trong số các lực lượng phòng không, không quân, lực lượng lục quân, tăng thiết giáp hay pháo binh, thì lực lượng Hải quân Việt Nam là lực lượng duy nhất mang trong mình sức mạnh hủy diệt thực sự, là xương sống trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Không phải tự nhiên mà Việt Nam lại trở thành một thế lực đáng gờm tại khu vực Đông Nam Á. Bởi, theo các chuyên gia quân sự, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á có biên chế đầy đủ các lực lượng Hải quân, trong khi một số quốc gia khác thì chỉ là lực lượng thiếu. Như Indonesia thì không có lực lượng tên lửa bờ, còn Thái Lan thì thiếu lực lượng tàu ngầm. Trong khi đó, Việt Nam lại có đầy đủ tất cả các lực lượng, từ một lực lượng chấp pháp trên biển hùng hậu chỉ đứng sau anh hàng xóm khó tính, Trung Quốc, cho tới tàu ngầm, tàu chiến mặt nước, không quân hải quân, đặc công nước hải quân đánh bộ. Và nếu như một cuộc chiến nổ ra, thì lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hoàn toàn có thể đánh một trận hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, chứ không chỉ có mỗi con đường duy nhất là lối đánh du kích như trước nữa. Và điều này cũng dễ hiểu, bởi sau khi đã thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 1975, vẫn còn rất nhiều hòn đảo ngoài khơi bị các nước trong khu vực chiếm đóng. Do đó, lực lượng Hải quân Việt Nam đã được tập trung xây dựng trở thành lực lượng nòng cốt, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc khi có biến, để nhanh chóng lấy lại những hòn đảo này cũng như bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước nhà trong hòa bình. Không để bạn phải chờ lâu nữa, trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Quân sự 24 giờ cùng tìm hiểu về sức mạnh thực sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam chúng ta, về mặt trang bị vũ khí và cả năng lực sẵn sàng chiến đấu của tất cả các lực lượng, để xem năng lực phòng thủ và khả năng tấn công của Hải quân Việt Nam là đáng gồm như thế nào. Thứ nhất là lữ đoàn tàu ngầm 189, được trang bị 6 tàu ngầm Kilo 636, còn được gọi là hố đen đại dương. Đây là đòn hủy diệt của Hải quân Việt Nam trên Biển Đông. Kính thưa các bạn,
mặc dù lực lượng tàu ngầm là lực lượng được trang bị trễ nhất trong biên chế Hải quân Việt Nam, nên đáng lẽ ra nó nên được đưa vào cuối cùng trong danh sách video này. Thế nhưng, nó được nhắc tới đầu tiên là bởi vì tàu ngầm sẽ thể hiện được rõ nhất sức mạnh của Hải quân Việt Nam cả về trang bị lẫn người lính. Điều đầu tiên cần biết là Việt Nam ta hiện là quốc gia đứng số 1 khu vực về quy mô và sức mạnh hạm đội tàu ngầm trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Trong biên chế của Hải quân Việt Nam đang có tổng cộng 6 tàu ngầm Kilo, đứng thứ 3 trên thế giới về số lượng, chỉ sau 22 chiếc trong biên chế của Hải quân Nga và 10 chiếc trong biên chế của Hải quân Ấn Độ. Thứ hai, tàu ngầm Kilo vốn được thiết kế để tiêu diệt các loại tàu ngầm khác, tàu nổi trên mặt nước và hầu hết các phương tiện thủy chiến của đối phương. Thậm chí, nó còn có thể tấn công vào các mục tiêu quân sự trên đất liền. Do đó, việc sở hữu 6 chiếc tàu ngầm Kilo đã biến Hải quân Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu tàu ngầm có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu trên đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa Kalib được trang bị trên tàu. Tàu ngầm Kilo vốn được mệnh danh là hố đen đại dương, vận hành rất êm và khả năng biến mất khi ở dưới nước của nó. Do đó, 6 chiếc Kilo của Việt Nam từ khi gia nhập Hải quân Việt Nam đến nay đã trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả mọi quốc gia trên Biển Đông. Bởi thứ nghĩ xem, với tên lửa hành trình Kalib được lắp trên tàu ngầm Kilo, nó chứa đầu nổ nặng 450 kg, tầm bắn từ 220 km, biến thể tấn công tàu mặt nước đến hơn 300 km, biến thể tấn công mặt đất, và bay ở tốc độ cận âm 990 km/1 giờ, thì sẽ khủng khiếp như thế nào nếu như các đội quân tàu chiến không may bị tấn công hay những mục tiêu quân sự giá trị trên mặt đất chúng phải hỏa lực của loại tên lửa này. Đặc biệt, khi tiếp cận mục tiêu đầu đạn chứa hơn 400 kg thuốc nổ tách ra từ động cơ chính của Kalib sẽ tăng tốc đến 1 km/1 giây, tức là gấp 3 lần tốc độ của âm thanh, khiến cho nó trở thành bất khả xâm phạm đối với các hệ thống chống tên lửa của đối phương. Cộng thêm khả năng biến mất trong lòng đại dương của Kilo sẽ thật không may cho những quốc gia nào dám gây hấn với Hải quân Việt Nam. Sức răn đe của tàu ngầm Kilo còn trở nên đáng sợ hơn khi quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt căn cứ của chúng ở quận cảng Cam Ranh. Đây rõ ràng là một dụng ý từ phía Việt Nam. Đặt từ quận cảng này, Việt Nam có thể dễ dàng phối hợp tác chiến tàu ngầm với các lực lượng tàu chiến mặt nước cùng với không quân hải quân đánh một trận hiệp đồng binh chủng quy mô lớn. Tuy nhiên, sức mạnh của hạm đội tàu ngầm Kilo chưa phải là toàn bộ yếu tố cấu thành nên sức mạnh của lực lượng tàu ngầm Việt Nam, mà còn phải kể đến những người lính chỉ huy tàu. Trước đó, đúng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017, lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Nhân dân Việt Nam, các quả tên lửa phóng đi từ tàu ngầm Kilo đã bắn trúng trực tiếp mục tiêu, ghi dấu mốc đầy tự hào đối với kiếp tàu ngầm lớp Kilo 636 mang số hiệu 182 Hà Nội. Và đội thủy thủ điều khiển con tàu này chính là kiếp tàu ngầm đầu tiên được đi Nga học. Vấn đề ở đây là họ chỉ mất thời gian khoảng 19 tháng học ở Nga, tức là chưa đầy 2 năm là đã có thể lấy được chứng chỉ và thực sự trở thành thủy thủ tàu ngầm. Trong khi học viên của các nước khác học cùng khóa với họ phải mất tới hơn 4 năm. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là điều đáng gồm nhất. Khi tàu Kilo 182 Hà Nội mới về Việt Nam, một số chuyên gia quân sự Nga cũng theo sang để chuyển giao công nghệ. Và tại đây, kiếp tàu 182 đã triển khai bắn tên lửa đối hải trong lòng biển sáng ngày 2 tháng 6 năm 2017, mà không có sự giúp đỡ của chuyên gia Nga. Bắn tên lửa đối hải trong lòng biển là một nhiệm vụ khó khăn nhất đối với tàu ngầm và chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Trong khi không có sự giúp đỡ của chuyên gia quân sự Nga. Và điều này đã gây ngỡ ngàng cho chuyên gia nước bạn, bởi vì ngoại ngữ của thủy thủ Việt Nam có phần hạn chế, trong khi kiến thức về chuyên ngành quân sự của tàu ngầm là rất khó. Có thể nói sau vụ này, người Nga đã một lần nữa phải bất ngờ trước người lính Việt Nam. Họ đã từng bất ngờ một lần trong thời chiến. Thế nhưng, điều đó đã được lặp lại ngay trong thời bình. Thứ hai, hạm đội tàu mặt nước. Trong rất nhiều cuộc chạm trán với các nước láng giềng ngoài Biển Đông, đã không ít lần người ta đã phát hiện ra các tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam như Gepard 3.9 đã xuất hiện gần khu vực tranh chấp. Tuy không trực tiếp phát động tiến công, nhưng với sự xuất hiện của nó, đã tạo cho đối phương một cảm giác lạnh sống lưng, khó tả. Gepard 3.9 là loại tàu hộ vệ tên lửa nổi tiếng của Nga, có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc phối hợp trong đội hình biên đội tàu chiến thuật. Gepard 3.9 được thiết kế cho cả nhiệm vụ săn, tìm, theo dõi,
và cả tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm và máy bay, giải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Có thể nói, Gepard 3.9 là một trong những con tàu quân sự đa năng nhất hiện nay. Lực lượng tàu chiến của Hải quân Việt Nam hiện đang có 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Lần lượt là tàu 011 Đinh Tiên Hoàng, tàu 012 Lý Thái Tổ, tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung. Đây là 4 trong tổng số 6 chiến hạm mà Việt Nam đặt mua từ Nga nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Ngoài việc theo dõi, tìm kiếm và tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển, chống ngầm và tích hợp hàng loạt vũ khí hiện đại, chiến hạm Gepard 3.9 còn có khả năng tàng hình. Gepard của Việt Nam được tích hợp nhiều công nghệ tàng hình kết hợp giữa thân, vỏ, góc, cạnh và sơn hấp thụ sóng radar, hạn chế tối đa diện tích phản xạ radar trước các hệ thống trinh sát của đối phương. Tàu cũng được trang bị các hệ thống gây nhiễu, tác chiến điện tử hiện đại. Hệ thống vũ khí trên tàu có thể nói là rất đáng gồm, đủ để đối phương sởn tóc gáy khi thấy chúng. Đầu tiên là phải kể đến dàn tên lửa KH-35 Buran-E, có tầm bắn đạt 260 km và hiện đang được Việt Nam nghiên cứu chế tạo một phiên bản khác là tên lửa VCM-01 có tầm bắn xa hơn. Tên lửa này có thể phóng một đạn hoặc phóng theo loạt đạn vào một hoặc nhiều mục tiêu. Nó bay theo kiểu bám đỉnh sóng và nổ phá mảnh, nên hầu hết các chiến hạm mặt nước, tàu chiến có lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn đều không thể sống sót nếu bị loại tên lửa này tấn công. Thậm chí, nếu tấn công chính xác vị trí kho đạn dược trên tàu, tên lửa này còn có thể phá hủy cả những chiến hạm hàng chục nghìn tấn. Một trong số tàu chiến cỡ lớn như vậy từng chịu tổn thất nói trên, đó chính là tàu tuần dương hạm Moskva của Nga. Chiếc tàu này đã chìm sau khi trúng hai quả tên lửa Neptun của Ukraine ngoài Bể Đen. Tên lửa Neptun thực chất chỉ là tên gọi khác của KH-35 do Ukraine tự sản xuất. Và từ những năm 2010, Việt Nam đã đạt được một thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa KH-35 với Nga. Theo đó, Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga đã tiết lộ rằng họ đã chuyển giao 3 mẫu thiết kế của các phiên bản tên lửa khác nhau, phóng từ trên không, bờ biển và tàu chiến mặt nước, theo yêu cầu từ phía Việt Nam. Cũng do vậy mà Gepard 3.9 Việt Nam hiện nay không còn lo thiếu tên lửa nếu như có chiến tranh nổ ra. Có thể thấy, chiến tranh hiện đại đã tạo lợi thế nhiều hơn cho bên bất đối xứng. Dù chúng ta không sở hữu vũ khí cực mạnh và lớn hơn đối thủ, nhưng với những đòn điểm huyệt bằng tên lửa, những chiến hạm vĩ đại nhất vẫn có thể vào kho niêm cất mãi mãi. Cũng do vậy, sở hữu dàn tàu chiến Gepard 3.9 cùng việc tự chủ sản xuất tên lửa trong nước đã khiến cho Hải quân Việt Nam trở thành lực lượng máu mặt nhất khu vực. Tất nhiên, chỉ với vài chiếc Gepard 3.9 thì vẫn là chưa đủ để Hải quân Việt Nam làm nhiệm vụ trên khắp vùng biển Đông rộng lớn. Do đó, từ cuối những năm 2000, Việt Nam đã cùng với Nga đóng mới biên đội 8 tàu tên lửa khác thuộc dự án 124-1.8 lớp Moninja, trong đó 2 tàu đóng tại Nga, 6 tàu còn lại đóng tại Việt Nam, do Tổng công ty Basson, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng mới cho quân chủng Hải quân từ năm 2009, trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Một lần nữa, Việt Nam được Nga chuyển giao công nghệ đóng tàu, và lớp tàu Moninja này hiện đang đóng vai trò xương sống trong khung sức mạnh của Hải quân Việt Nam. Tàu tên lửa tấn công nhanh Moninja là một trong 2 lớp tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, chỉ đứng sau các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9. Khả năng tác chiến của tàu tên lửa tấn công nhanh Moninja không hề thua kém các tàu chiến cỡ lớn, nhờ vào việc được trang bị các tên lửa chống hạm cực mạnh như Gepard. Theo đó, tàu tên lửa Moninja được trang bị 4 dàn phóng tên lửa Uzan-E với tổng số 16 tên lửa, cự ly bắn 130 km, một pháo hạm tự động AK-176M, cự ly bắn khoảng 15 km, cao 11 km và tốc độ khoảng 120-130 viên trên phút. Tàu cũng trang bị 2 pháo 6 nòng tự động AK-630, có tầm bắn từ 4-5 km, tốc độ bắn từ 4.000 cho tới 5.000 viên trên phút. Mặt khác, khác với Gepard 3.9 ở chỗ, Việt Nam có thể tự sản xuất được lớp tàu Moninja. Do đó, sự ưu việt của Gepard được nhân lên rất nhiều lần. Giờ đây, tàu Moninja có thể thay thế Gepard, đưa tên lửa KH-35 đi khắp nơi trên Biển Đông, sẵn sàng tấn công những đòn chí mạng vào kẻ thù. Ngoài ra, nếu tàu Gepard 3.9 có trọng tài choán nước lên tới 1.500 tấn, thì Moninja lại chỉ có 500 tấn.
Do đó, nó được gọi là tia chớp vì sự lanh lẹ cùng khả năng tác chiến đáng sợ. Với 4 dàn phóng tên lửa, chúng sẽ có thể tiêu diệt được các tàu chiến lớn hơn bản thân gấp nhiều lần. Ngoài tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các phương tiện mặt nước khác của đối phương cũng đều nằm trong tầm ngắm của Morningside. Có thể nói, tên lửa là một trong những trụ cột chính làm nên sức mạnh của Hải quân Việt Nam. Và những lớp tàu hiện đại có sức sống cao như Gepard và Morningside chính là bệ phóng để Việt Nam phô diễn sức mạnh đó. Cả Gepard và Morningside đều được trang bị những hệ thống phòng thủ hiện đại, giúp những lớp tàu này có thể cận chiến một cách bền bỉ nhất. Cùng với hai lớp tàu chủ lực trên, thì theo dữ liệu của Global Firepower, Hải quân Việt Nam tổng cộng đang có trong biên chế 65 tàu chiến mặt nước các loại. Trong đó, có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 7 tàu hộ vệ săn ngầm, 13 tàu tên lửa tấn công nhanh, 8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến khác. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên, do trong các cuộc họp của Quốc hội Việt Nam gần đây đã đề cao chủ trương hướng ra biển và xây dựng kinh tế biển. Theo đó, vào cuối năm 2023, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, thì tại đây đại biểu Tại Đình Thi, đoàn Hà Nội cho rằng dự án luật công nghiệp quốc phòng cần thể hiện rõ hơn nữa, tư duy hướng biển, tiến ra biển, làm chủ biển, khai thác sử dụng bền vững tài nguyên môi trường và không gian biển. Với nội dung dự thảo của luật hiện nay, chúng tôi cảm nhận là chúng ta vẫn hướng về lục địa đất liền. Cũng trong buổi thảo luận đó, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã khẳng định Việt Nam là đất nước làm giàu từ biển. Điều đó đồng nghĩa công nghiệp quốc phòng không phải chỉ có lục địa. Ông cũng cho biết hiện nay Việt Nam đang sản xuất tất cả các loại vũ khí, trang bị bảo đảm cho bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ví dụ, chúng ta đóng tàu cho cả thế giới, tàu chiến đấu hẳn hoi chứ không phải chỉ có mỗi tàu đánh cá. Ngoài ra, các dây chuyền sản xuất, kể cả sản xuất vũ khí chiến lược, đều đáp ứng yêu cầu bắn ở các cự ly khác nhau và các loại mục tiêu khác nhau, không chỉ trên đất liền, không chỉ trên không, mà cả trên mặt nước. Kính thưa các bạn, có thể nói đây là một dụng ý rất rõ từ phía lãnh đạo Việt Nam. Do đó, hạm đội tàu chiến mặt nước sẽ tiếp tục được mở rộng một cách nhanh chóng và củng cố uy tín ngày một lớn cho sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam trên Biển Đông. Ba, binh chủng tên lửa, pháo bờ biển. Hủy diệt lực lượng đổ bộ nhắm vào Việt Nam. Nếu trước đây, Mỹ từng êm ả đổ bộ hàng nghìn quân lính xuống Đà Nẵng, thì ngày nay, nếu một hành động tương tự diễn ra, sẽ chẳng có chuyện dễ dàng như vậy nữa. Với hỏa lực từ tên lửa bờ và pháo đã lên nòng sẵn, các lực lượng đổ bộ đường không chiến lược, cả trên đất liền lẫn trên biển của kẻ thù, sẽ bị sới tung bởi lần mưa đạn và khói. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, với các quốc gia có ý định xâm lược Việt Nam, nếu không hủy diệt được lực lượng tên lửa pháo bờ biển trước tiên, thì cũng đừng hòng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Vậy, lực lượng tên lửa pháo bờ biển có sức mạnh như thế nào? Ngay sau khi thống nhất nước nhà năm 1975, binh chủng tên lửa pháo bờ biển thuộc quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được quân đội Nhân dân Việt Nam cấp tốc xây dựng, bởi cuộc chiến tranh giải phóng giờ đây đã trở thành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng của lực lượng tên lửa pháo bờ biển vẫn là tác chiến chống đổ bộ bờ biển của quân đội đối phương, bảo vệ các căn cứ hải quân, các cảng quân sự. Nhưng ngày nay, do tranh chấp trên Biển Đông ngày một leo thang với nhiều diễn biến phức tạp, nên binh chủng tên lửa pháo bờ biển tiếp tục được nâng cấp các trang thiết bị không ngừng. Và kết quả, họ đã kiêm luôn cả nhiệm vụ của pháo binh mặt đất. Trong đó, như lữ đoàn 679 đã được trang bị nhiều khí tài mới, nổi bật là hai tổ hợp K-300V Bát Sành P cùng hơn 40 quả đạn hỏa tiễn P-800 Gia Con. Hợp đồng này được ký với Nga vào năm 2005 với trị giá 300 triệu USD, gồm hai tổ hợp đầy đủ. Ngoài ra, còn có chương trình hiện đại hóa tổ hợp 4K-44 Gerdes và 4K-51 Zubek của đơn vị. Để hiểu hơn về sức mạnh của lực lượng này, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ khoản đầu tư hàng trăm triệu đô la vào hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bát Sành P mà Việt Nam đã đặt mua từ Nga. Theo đó, kể từ khi trang bị hai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu hoạt động trên biển và cả các mục tiêu trên mặt đất. Điều đó có nghĩa là, trong trường hợp cần thiết, lữ đoàn 679 không chỉ có thể hủy diệt những kẻ muốn xâm phạm căn cứ từ hướng biển, mà còn có thể khống chế các khu vực,
không may bị chiếm trong đất liền. K-300P Bát Sành P là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Nó chủ yếu được dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt biển và mặt đất. Tầm bắn hiệu quả của tên lửa đạt 300 km và có thể dùng để bảo vệ một bờ biển dài khoảng 600 km. Cấu hình cơ bản của hệ thống K-300P bao gồm 4 xe mang ống phóng tự hành chứa đạn tên lửa bên trong. Tiếp đó là một hoặc hai xe điều khiển, có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong vòng 3 đến 4 phút. Một xe đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, MOBD. 4 xe chở đạn được trang bị cần cẩu có trọng tải 5,9 tấn, dùng để tiếp đạn cho các xe mang ống phóng. Và cuối cùng là các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu khác. Tên lửa Bát Sành P có hai loại hành trình bay cơ bản. Loại thứ nhất là hành trình bay tầm thấp, có tầm bắn xa khoảng 120 km. Loại thứ hai là hành trình bay cao thấp hỗn hợp, có tầm bắn xa khoảng 300 km. Khi sử dụng hành trình bay cao thấp hỗn hợp, Bát Sành P có thể đạt được độ cao 14 km, nhưng đến giai đoạn tấn công mục tiêu thì nó có thể hạ xuống độ cao từ 9 đến 15 mét. Với độ cao này, muốn đánh chặn là rất khó, vì công nghệ đánh chặn tầm thấp hiện vẫn đang được nghiên cứu và phát triển. Ở tầm cao, tốc độ của Bát Sành P là 780 m/s, còn ở tầm thấp là 680 m/s. Loại tên lửa này được dẫn đường bởi hệ thống dẫn đường quán tính. Sau khi nhận được phần tử bắn từ hệ thống trinh sát, điều khiển của tổ hợp tên lửa sẽ tự động tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 50 km và góc lệch 45 độ. Thời gian bố trí và triển khai hệ thống tên lửa Bát Sành P chỉ trong vòng 5 phút. Sau khi đã được triển khai hoàn toàn, mỗi tổ hợp phóng có thể chuẩn bị sẵn sàng 8 đầu đạn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng tấn công. Đặc biệt, hệ thống Bát Sành P có thể duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ 3 đến 5 ngày, tùy thuộc vào lượng nhiên liệu chuẩn bị. Có thể nói, việc đầu tư mới hệ thống Bát Sành P nói trên đã cho thấy Việt Nam rất chú trọng trong việc phòng vệ. Quả thực, điều này xuất phát từ kinh nghiệm chiến tranh, bởi khác với chiến tranh giải phóng trước đây, Việt Nam giờ đây đã chuyển sang dạng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nói chung. Do đó, yếu tố phòng thủ rất được đề cao, và trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, kẻ địch có thể tiến hành xâm lược Việt Nam qua chiến thực đổ bộ đường không chiến lược ngay từ đầu, hoặc trong quá trình tấn công nhằm tạo bất ngờ và chia cắt nước ta về chiến lược, cũng có thể nhằm tạo hướng tiến công chiến lược mới, buộc ta phải phân tán để đối phó, hoặc nhằm tạo chỗ dựa cho lực lượng vũ trang phản động nội địa lập căn cứ, địa bàn để củng cố mở rộng khu vực ảnh hưởng của chúng. Chính vì vậy, binh chủng tên lửa pháo bờ biển đã được xây dựng, nâng cấp liên tục tới mức họ đã có thể thực hiện cả nhiệm vụ của binh chủng pháo binh trong quân chủng lục quân, bên cạnh hỗ trợ hỏa lực bằng vũ khí hạng nặng nhằm bảo vệ bờ biển. Và với sức mạnh đã được nâng cấp của tên lửa pháo bờ biển Việt Nam hiện nay, có thể xem họ chính là một rào cản khó nhằn cho bất kỳ ai muốn xâm phạm lãnh thổ đất liền hay các cảng quân sự, căn cứ hải quân của Việt Nam. Bốn, không quân hải quân. Có thể nói, không quân hải quân là một lực lượng đặc biệt hơn lực lượng không quân bình thường, bởi bên cạnh việc phối hợp tác chiến với các binh chủng khác hay trực tiếp không chiến, thì không quân hải quân còn phải kiêm luôn cả nhiệm vụ săn ngầm và phải liên tục bay trên vùng biển hàng nghìn km để làm nhiệm vụ. Chính do khối lượng công việc đồ sộ như vậy, nên không quân hải quân có cơ cấu rất đồ sộ. Trong biên chế của lực lượng không quân hải quân có các đơn vị chuyên biệt như lực lượng không quân tên lửa, lực lượng không quân chống ngầm, lực lượng không quân cường kích, lực lượng không quân trinh sát và cảnh báo sớm, chỉ huy điều hành tác chiến đường không, lực lượng không quân tiêm kích và các đơn vị vận tải hậu cần kỹ thuật đảm bảo đường không và cứu hộ cứu nạn. Với Việt Nam ta, sau chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam đã mạnh tay đầu tư rất nhiều cho lực lượng này. Một phần nguyên nhân là do trong chiến tranh từ hướng Biển Đông, không quân hải quân Hoa Kỳ thường xuyên tổ chức đánh phá miền Bắc Việt Nam. Lúc đó, hải quân Việt Nam chưa có lực lượng không quân riêng nên đành oằn mình gánh chịu những vết bom loang lổ trên khắp đất nước. Và nỗi đau đớn đó đã hóa thành động lực với hàng tỷ đô la đã được đổ vào đầu tư cho không quân hải quân. Ngày nay, lực lượng này của Việt Nam đã có thể đảm nhiệm mọi nhiệm vụ trên Biển Đông, từ tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát và quan sát trên không, trên mặt đất, trên mặt nước, tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ cứu nạn và phòng chống bão lụt. Tuy nhiên, khó khăn nhất trong số các nhiệm vụ kể trên đó là tác chiến săn ngầm. Tàu ngầm là một thiết bị rất nguy hiểm đối với an ninh của một quốc gia giáp biển như Việt Nam. Nhưng hiện nay,
Việt Nam vẫn sử dụng chính cho nhiệm vụ này là các trực thăng săn ngầm Kamov Ka-28. Trực thăng Ka-28, dù cho là loại trực thăng săn ngầm tốt và tiên tiến hiện nay, thế nhưng nó cũng đã có thời gian hoạt động tương đối lâu trong biên chế Hải quân Việt Nam ta, nên khiến cho việc phát hiện các loại tàu ngầm hiện đại thế hệ mới có thể gặp nhiều khó khăn. Và điểm thú vị ở đây là Việt Nam đang ngày một xích lại gần với Mỹ trong việc mua sắm các dòng máy bay phục vụ cho nhiệm vụ này. Mỹ là quốc gia nổi tiếng về sức mạnh không quân, và hành động của Việt Nam cho thấy chúng ta là những kẻ thức thời khi sẵn sàng gác lại hận thù và có thể đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Cụ thể, Hải quân Nhân dân Việt Nam đang có ý định đặt mua từ Mỹ 6 chiếc máy bay tuần tra P-3 Sea Orion của Hải quân Hoa Kỳ, và hai bên đang tìm hiểu nhu cầu và tính khả thi của nhau. Dự kiến, 6 chiếc P-3C này sẽ được nâng cấp với các trang thiết bị vô tuyến điện tử hiện đại, thiết bị cảm biến tìm kiếm mục tiêu hồng ngoại FLIR, hệ thống máy tính ASQ-1114, hệ thống xử lý dữ liệu AIA-8, hệ thống hiển thị MAD ASQ-81, radar ALR-95V, hệ thống định vị thủy âm AQH-4V tại Hoa Kỳ trước khi về Việt Nam nếu như hợp đồng được thực hiện. P-3 Sea Orion là loại máy bay tuần tra trinh sát biển tác chiến chống tàu ngầm MPA. Với sự xuất hiện của nó trên Biển Đông, có thể tạo nên một sự thay đổi địa chính trị, địa quân sự khu vực. Nếu kế hoạch Việt Nam mua 6 máy bay săn ngầm P-3C trở thành hiện thực, chúng sẽ được biên chế cho lực lượng không quân hải quân, và P-3C sẽ gia tăng đáng kể khả năng chống ngầm và bảo vệ lãnh hải cho Việt Nam, phục vụ yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Bên cạnh mua những khí tải mới, Viện Kỹ thuật Hải quân còn đã tự chủ phương án cải tiến hiện đại hóa hệ thống phao thủy âm vô tuyến, trang bị trên các loại trực thăng săn ngầm Ka-28 hiện có. Hệ thống này có thể nhận dạng, lưu trữ và phát hiện mục tiêu bên dưới mặt nước như thiết bị lặn không người lái, tàu ngầm, địa hình, địa vật, từ đó chuyển về cho trung tâm chỉ huy xử lý. Với đặc trưng của các tàu ngầm hiện đại, đó là càng ngày càng phát ra ít tiếng động, đặc biệt là tàu ngầm sử dụng công nghệ AIP. Cùng với đó là độ lặn sâu và thời gian lặn liên tục kéo dài, khiến cho nó vô cùng nguy hiểm, khó để phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Và với hệ thống phao thủy âm đã cải tiến, thì chúng ta sẽ có thể bắt được tín hiệu âm thanh, dù nó rất nhỏ. Các cán bộ của Viện Kỹ thuật Hải quân Việt Nam đã sử dụng các bộ khuếch đại tạp âm thấp và siêu thấp, kết hợp cấp nguồn lưỡng cực để đảm bảo tạp âm thu về tối thiểu từ những tín hiệu nhỏ nhất của tàu ngầm đối phương tạo ra. Việc sản xuất thành công các hệ thống phao thủy âm vô tuyến nói trên đã giúp cho lực lượng không quân hải quân nhẹ gánh trong nhiệm vụ săn ngầm, bởi hệ thống phao có thể được thả rộng khắp vùng biển Việt Nam, qua đó giúp lực lượng tên lửa bờ phối hợp tác chiến với cả lực lượng tàu mặt nước và không quân hải quân. Nhìn chung, với đội hình tác chiến đầy đủ, cùng những khí tài tiên tiến mua từ các cường quốc và công nghệ tự nâng cấp trong nước, do vậy mà Hải quân Nhân dân Việt Nam có sức mạnh khá vượt trội so với phần còn lại của Đông Nam Á. Ưu thế này sẽ càng ngày càng được thể hiện rõ hơn nếu Việt Nam buộc phải chiến tranh chống xâm lược trong vùng biển của mình. Với những trang thiết bị đã được lên nòng sẵn cùng sự quen thuộc về địa hình, rất khó để có một quốc gia nào, kể cả Trung Quốc, xâm phạm được Việt Nam từ phía biển hay trên Biển Đông. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong phần bình luận phía dưới video nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà kênh Quân sự 24 giờ đem đến cho các bạn, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo cho kênh để đón xem những video mới nhất của Quân sự 24 giờ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.